Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Ngày hôm nay quý vị nhã đi từ Phú Nhuận ha, đó, nhã đi về quận Gò Vấp đó, thì cũng muốn ghi hình lại cho cô chú anh chị xem ha, cái cảnh ở quận Phú Nhuận năm 2018 đó quý vị, nó có những cái đổi thay gì ha. Đó, trên đường đi thấy cái gì hay hay á, nhã sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị nha. Ok, wow, ở khúc này đó quý vị, người ta mới xây một cái cầu vượt ha, một cái cầu vượt mà họ chưa có làm xong nữa. Cái chỗ này tên là gì ta, gọi là ngã, bây giờ không biết là ngã mấy đây, gọi là 1, 2, 3, 4, bây giờ ngã 6 quá quý vị ơi, ngã 6 Nguyễn Thái Sơn á đó. Đó, Nguyễn Thái Sơn ha, ngay cái chỗ mà gần công viên Gia Định, rồi có cái đường á, có cái đường để mà đi về hướng ngã năm Chuồng Chó nè, rồi đi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất nè. Đó, họ mới mở rộng đó quý vị, cái con đường này đi sân bay Tân Nhất á lẹ lắm. Nó nên mà cô chú anh chị nè ha, có dịp đi từ Phú Nhuận hay là đi từ Thủ Đức mà đi sân bay Tân Nhất á, thì nhớ đi cái đường qua cái chỗ mà ngã 6 Nguyễn Thái Sơn nha quý vị. Nguyễn Thái Sơn ha, gần công viên Gia Định. Đó, có đường đi sân bay Tân Nhất chỉ có khoảng hơn một cây số thôi quý vị là sẽ tới thôi. Wow, cái chú này chở cái tivi lớn quá. Hay quá ha. Đúng là người Sài Gòn rất là sáng tạo luôn. Bên phải màn hình quý vị là trường trung học phổ thông Gò Vấp đó quý vị. Rồi có một cái giáo xứ Mân Côi nữa nè, họ để là Đức Mẹ Mân Côi ha. Ở phía bên trái màn hình quý vị là cổng sau của bệnh viện quân y 175 đó quý vị. Trên cái con đường Nguyễn Thái Sơn đoạn gần tới chợ Gò Vấp đó quý vị, người ta bán trái cây rất là nhiều ha. Đó, những cái người từ ngoài miền Bắc vào đó, họ kinh doanh những cái loại trái cây trên xe đẩy này nọ đó quý vị. Đó là những cái hình ảnh đặc trưng đó, của cái con đường Nguyễn Thái Sơn ngay chỗ gần cái đoạn chợ Gò Vấp đó quý vị. Đi thẳng là sẽ đến chợ Gò Vấp, nhưng mà bây giờ ở nhà rẽ trái để mà đi về hướng ngã năm Chuồng Chó đó quý vị, ngay chỗ Chuồng Chó ha. Ồ, không biết ngày xưa đó quý vị sự tích như thế nào ha, mà ở cái chỗ dưới đây gọi là ngã năm Chuồng Chó đó, có lẽ là ở dưới đây ha quý vị, ngày xưa nuôi chó nhiều ha. Wow, ở đây có một cái nhà tang lễ nữa quý vị, trên đường Phạm Ngũ Lão á, có lẽ là để mà coi như chôn ha những cái người mà có công. Wow, ở cái chỗ ngã năm Chuồng Chó đó quý vị, người ta đã xây dựng ha, đã xây dựng một cái cầu vượt nó rất là tiện nghi luôn. Bởi vì quý vị có biết không là cái chỗ ngã năm Chuồng Chó này đó, khoảng vài năm trở lại đây thì cái tình trạng kẹt xe rất là dữ dàng. Bởi vậy nhiều người hay nói là Gò Vấp thất thủ, có nghĩa là ngay chỗ ngã năm này quý vị nó kẹt xe hoài à. Đó, thì bây giờ người ta xây cái cầu vượt này lên rồi nè, quý vị nhìn thấy không, thông thoáng ha, thông thoáng và đẹp nữa. Đó, khi mà chạy lên cái cây cầu vượt này quý vị, từ cái phía Phạm Ngũ Lão á, thì quý vị chỉ có một cái đường thôi, đi về hướng đường Nguyễn Oanh. Còn quý vị muốn đi đường Quang Trung á, quý vị phải quẹo trái qua ha. Đó, ok. Wow, hạ dốc đảo quá quý vị ơi.
vị nhìn thấy không, rất là thông thoáng luôn ha. Đó, chạy từ trên cầu xuống qua chỗ ngã năm Chuồng Chó. Ok, rồi bây giờ đi tiếp thôi. Ồ, ở đây có xe buýt số 59 đi từ bến xe quận 8 qua Lăng Cha Cả rồi đi ngã tư ga đó quý vị. Nó có nghĩa là đường này á, đi ngã tư ga ha, theo số xe buýt số 59 này cũng khá là tiện lợi. Ồ, bên tay trái màn hình đó quý vị, người ta mới mở siêu thị điện máy Nguyễn Kim nha. Đó, Nguyễn Kim á, ngày xưa là chỉ có ở đường Trần Hưng Đạo thôi, mà bây giờ ở Gò Vấp cũng mấy cái rồi ha. Hay quá. Cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác đang xem á, là cảnh mà Nhã chạy xe đó từ Phú Nhuận về quận Gò Vấp, và cái đoạn này quý vị là cái đoạn mà có siêu thị điện máy Nguyễn Kim nằm ở trên đường Phan Văn Trị ha. Đó, bây giờ đường Phan Văn Trị cũng rất là đổi thay luôn đó quý vị, đổi thay rất là nhiều ha. Quý vị có biết hay không là nếu như so quận Gò Vấp 10 năm trước với 2018 đó quý vị, phải nói là một sự ngỡ ngàng đó, một sự ngỡ ngàng rất là nhiều luôn. Nên là nếu mà cô chú anh chị á, có đi quận Gò Vấp ngày nay á, sau một thời gian lâu ha, thì quý vị sẽ ngạc nhiên lắm, bởi vì rất là nhiều trung tâm điện máy nè ha, rồi những cái tòa nhà cao tầng, rồi những cái khu vực tiện lợi này nọ đó quý vị, nó đổ về Gò Vấp rất là đông, bởi vì đất ở trung tâm Sài Gòn á hầu như nó đã chật kín rồi đó, người ta chỉ còn cách là đổ về quận Gò Vấp này thôi. Đó quý vị thấy không, đường Phan Văn Trị ha, ở đây có gì nữa nè, nhiều cái coi như là nhiều cái nơi mà của quân đội đó vậy, chỉ có đất quân đội mới còn nhiều thôi. Qua ở đây người ta có bắn lan bắn tiễn này cho Tết đó vậy. Ở đây có nhà hàng Valentine, Valentine ha, có nghĩa là ngày 14 tháng 2 cái nhà hàng trung tâm tiệc cưới. Nếu về xem nè, ở bên tay phải màn hình quý vị á là một cái dãy nhà luôn ha, người ta xây để người ta bán đó quý vị, nó rất là đồng đều như cái kiểu mà những cái khu nhà ở sang trọng á, đó, nhà ở rồi kết hợp với kinh doanh ở dưới đất luôn đó quý vị. Đó, bây giờ người ta đang đăng cái bảng ha là cho thuê, chắc là cũng bạc tỷ mới vô nổi đó quý vị ơi. Ồ, người ta gọi là City Land. Ồ, ngay đây có bán nhiều Việt thương về những cái dụng cụ âm nhạc đó vậy, Việt thương ha, có đàn piano hay là những cái thiết bị thu âm. Ở đây có tìm một quán cà phê Country House. Đó, Country House đó, có nghĩa là ngôi nhà miền quê hả, cũng có thể. Đó, vị thấy không, đi đang chạy ha, đến gần cái đoạn mà cuối đường Phan Văn Trị, ở khu vực này là thuộc phường 10 quận Gò Vấp nha quý vị, phường 10 quận Gò Vấp đó, tới ngay chỗ này nó sẽ rẽ trái qua ha, rẽ trái qua thôi, rẽ trái qua đường Văn Trung đó quý vị. Đó, thì hôm nay cái lộ trình của Nhã là đi về huyện Hóc Môn ha. Đó, huyện Hóc Môn thì đi từ Gò Vấp đó vậy, nó gần á. Ok, đây có rẽ trái nè,
ngã chỗ ngã tư ha, giao lộ giao nhau giữa đường Thống Nhất và đường Quang Trung đó quý vị. Wow, tới đây rồi, đến lên đây thử coi. Ok, ok rồi, cảm ơn quý vị nha.